mê mẩn bầu kỳ mộc tuyệt đẹp, tứ linh hội tụ bằng gỗ nương nghiến nguyên khối nghìn năm tuổi ở Bắc Ninh. Rất đông du khách thích thú, bất ngờ, choáng ngợp khi được chiêm ngưỡng, ngồi vào bộ kỳ mộc tứ linh quần tụ nu đinh hàng nghìn năm tuổi. Với những đường nét chạm trổ hình thù các con vật độc đáo, tinh xảo, tại hội chợ triển lãm Bắc Ninh năm 2018. Bàn nguyên khối bằng gỗ nu đinh hàng nghìn năm tuổi, dài 4 mét, đỉnh tán cây tùng cao 3,2 mét, rộng 1,8 mét, được chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo, đầu bàn được chạm hình đầu rùa. Đến với hội chợ triển lãm Bắc Ninh năm 2018, rất nhiều du khách thích thú, tò mò và choáng ngợp, bất ngờ khi tận mắt chiêm ngưỡng, ngồi vào bộ tứ linh quần tụ nu đinh hàng nghìn năm tuổi, với những đường nét chạm trổ hình thù các con vật độc đáo, tinh xảo, trị giá hơn 3 tỷ đồng. Qua trao đổi, anh Bùi Văn Kết, quản lý bán hàng cho biết, bộ kỳ mộc tứ linh quần tụ được cơ sở sản xuất gỗ lũa Thành Long ở Đông La, Đông Hưng, Thái Bình mang đến hội chợ triển lãm là gỗ nu đinh hàng nghìn năm tuổi, có giá 3,5 tỷ đồng. Những gốc cây này được cơ sở mua lại của người dân khi chỉ là những gốc cây. Sau khi mua những gốc cây này về, cơ sở tuyển chọn năm thợ đục giỏi để chế tác. Sau khoảng 2 năm liên tục chế tác, bộ kỳ mộc tứ linh quần tụ mới được hoàn thành. Chiều dài bàn là khoảng 4 mét, rộng 1,8 mét. Đỉnh tán cây tùng nền bàn cao 3,2 mét, cao của hai ghế nhỏ là 2,1 mét, rộng 1,8. Chiều dài của ghế lớn khoảng 4 mét, cao 1,8 mét. Bộ kỳ mộc tứ linh quần tụ nu đinh hàng nghìn năm tuổi đều là gỗ nguyên khối, chỉ một số chi tiết nhỏ được lắp ghép thêm. Có rất nhiều khách đến để chiêm ngưỡng, tham quan, trả giá, nhưng chúng tôi chưa bán vì giá chưa hợp lý. Anh Nguyễn Văn Hoàng ở Hà Nội cho biết, tôi là người hay đi sưu tầm bàn ghế, nhưng quả thật chưa bao giờ nhìn thấy bộ bàn ghế độc đáo, chạm khắc tinh xảo, chất liệu gỗ già nguyên khối hiếm thấy. Cùng chiêm ngưỡng về bộ kỳ mộc tứ linh quần tụ nu đinh hàng nghìn năm tuổi, có giá 3,5 tỷ đồng.